Hai dèo này là chung ao phải không? Dạ. Dèo kia thì ổn rồi. Dạ. Mấy cửa thuốc? Kia. Ừ. Kia ba cử. Ba cử là ổn luôn á hả? Con này là nó là đang hết. Ừ. Còn dèo này là... Không, mấy cử nữa cũng được. Cử nữa cũng được nhưng mà... Sáng hạn dễ không rồi. Nhưng mà dèo này có gần dèo kia không? Cái dèo kia bây giờ nếu mà ba cử nó hết rồi thì thôi bây giờ mình cho ăn lấy một chai tiso với một chai Romeo chia cho nó ăn vài cử thôi. Cá này cũng bị sốt huyết quá trời rồi, giống hệt như cá hổm rồi nè. Nặng hơn cá được rồi phải không? Mình thấy mình cũng được chay, có con thì sẵn mình. Nhưng mà nó vẫn còn tươi con cá. Cá hổm là tôi nghĩ là ba cử là nó đỏ đường ruột hết trơn nè bồ ơi, đỏ đường ruột luôn. Này nó có ảnh hưởng nguồn nước sông nó đổ không? Không ảnh hưởng lớn đâu. Không có cho ăn thuốc gì rồi ta? Có ăn doxy với levo. Tự cho ăn doxy với levo rồi mà không hết hả? Dạ. Ngừng 2 ngày luôn á, chứ không phải mà chừng cho ăn 2-3 ngày trước rồi. Còn cái tủy này còn nặng quá trời nè không? Rồi thấy coi như tương tự rồi chứ chúng thuốc mà không thôi. Đi xuống đây đi cho nó nhanh. Ủa sao cho ăn levo với doxy rồi mà không hết trời? Cái đó là cho ăn nguyên liệu phải không? Không, con xài thuốc nước cặp. À, thuốc cặp á hả? À, chứ không nguyên liệu. Thuốc cặp là vô với doxy rồi mà không hết. Dạ. Không cho ăn là lắp nhắc luôn, chứ không cho ăn liên tục. Tại vì thấy nó chưa có biến đổi đó. Không có biết. Được, kháng sinh là không phải cho ăn đủ liều chứ không, không có cho ăn lắp nhắc được. Từ 3 ngày thôi. 2-3 ngày lên. 5 ngày, 4 ngày, 5 ngày. Cá này nó có triệu chứng mủ luôn ha. Nó chuẩn bị qua hả? Có triệu chứng luôn rồi. Có nghĩa là đã có mủ rồi. Cái dèo bữa hổm á là nó bị streptococcus chứ nó không có bị mủ. Bởi vì... Và bữa tôi cho lính tôi bên Đồng Tháp nó lên nó quay cái dèo cá của ông hổm đặng cho nó đặng cho nó tham khảo, nó học hỏi đi. Đến cũ rồi nhưng mà điều một cái là chứ khảo sát thêm. Cá này cái gan cũng mỏng quá ha. Triệu chứng mủ rõ luôn rồi nè. Yếu gan. Mấy con này không có con nào có lãi trơn nha. Tràn dịch mặt luôn nha. Không lãi luôn. Tiếp à? Có hết video thì mình sẽ qua chuyển đoạn bánh nha. Thì 7 lần ăn đó. 4 lần sáng, 3 lần chiều. 4 lần sáng, 3 lần chiều. Có nghĩa là
ba cử thuốc, còn mấy cử chiều là gì? Ruột thôi ha. Bữa nay còn chết có mấy con? 4-5 con. Chết 6 con. Còn hả? Dớt ngồi ra, dớt con ngồi đĩa thì nổi lên 2 con. Vừa còn chết có 6 con rồi phải không? Gan tốt hơn hổm mà nè. Này hổm cho ăn cetosin, cosin 3 lần. Cái bịch nhỏ, bịch gầy đó. Cho ăn thằng tiso với robio. Thằng còn đang nha, nhưng mà mấy con này nó mồi không có trong đường ruột nè. Mấy con này nó không ăn được. Nó gom là đều á. Cả gom đều. Cá này vậy là ổn rồi, còn gì nữa. Chết mà, đi coi. Còn có mấy con. Mấy con thôi, chết có mấy con thôi, vậy là giảm nhiều lắm rồi, bớt rồi. Mấy con nó không ăn mồi được thôi. Không ăn mồi được, nó đâu có thuốc vô. Bây giờ là cho dưỡng gan lại vài ngày hết rồi là nó ổn rồi. Dưỡng gan mình có gì ta? Tiso với Robio cho vài ngày nữa. Mình có Vlog B12 và ADF12 mình kết hợp lại để mình dưỡng ha. Cái gan nó chậm lắm, cái gan chậm. Con này là cái tủy quá êm luôn rồi nè. Ngon. Có còn có chút xíu. Không. Chỉ bên ngoài nó không có biểu hiện nhiễm khuẩn nữa, có nghĩa là cá này gan nó còn xấu thôi. Con này mấy con đó là da sần. Ok, nước như thế này là cũng ổn rồi nè. Vậy thôi ha, không có cầm. Tiếp tục ha. Cá này nhiêu ngàn con đây? Cá này cỡ 10.000. Ngàn con nè, bây giờ cho ăn cử nhiêu mồi rồi? Cho ăn ngày cũng có bao rồi đó. Mấy cử? Một giác một á. Một giác là bao mà. Dạ. Ngày cho ăn mấy giác? Ăn bữa hổm chưa bệnh thì ngày 2 giác. Còn bệnh giờ ăn ngày nửa bao à. Cá này nó có triệu chứng cái nhiễm khuẩn streptococcus nè. Đang mình, tụt dạ. Mắt. Rồi ông cho ăn thuốc gì rồi? Hôm dài cũng mười ngày nay chưa cũng cho ăn thuốc gì chứ? Chưa cho ăn thuốc hả? Chưa. Cho ăn ổng nó chưa bệnh nó cho ăn thuốc tây á. Ủa chưa bệnh sao cho ăn thuốc chi? Nó một nó bị một hai con vậy á. À. Cỡ 10 ngày trước á. Chân dắt cái khoảng 7 giờ sáng nha. Mà tới 8 giờ xuống dớt nên mình mần chúng ăn còn. Cái gan quá xuất huyết rồi, teo gan mỏng dính luôn rồi. Khoan khoan, để đó tôi chỉ cho. Xuất huyết, teo gan mỏng dính luôn rồi. Nè, gan mỏng dánh luôn. Sao cả tuần nay không có thuốc men gì trên? Dạ. Sao kỳ vậy?
chết nhiều không? Giật hôm dậy đó cũng đâu cũng 200-300 kg gì. Dữ vậy đó hả? Sao không đi mà thôi? Tự sưng nè. Dán cái màn nhau tôi đem sống. Chết tô cốc cốt, con nào cũng teo gan ra. Rồi phải coi coi có ký sinh không, nếu có ký sinh là phải tạt thuốc rồi cho ăn thuốc. Người gan teo này đưa thuốc sau đây. Cái này chắc phải cho ăn cái 09 với 06 kéo dài nó mới phục hồi được nổi gan này. Cho ăn 06, 09, 02. Nhưng mà phải cho ăn chắc 4-5 cử nó mới hết nổi nha. Tiếp à? Mấy dèo kia ổn hết phải không? Dèo này là còn lai rai phải không? Lai rai, bữa nó chết 10 con. Còn thấy cái này nó khờ khờ bị dứt. Đó, cá này thì bây giờ nó còn bị... Cái dèo này nó còn bị nhiễm khuẩn nè. Xuất huyết nè ha. Aeromonas rõ ràng luôn nè nha. Những cái nữa là cá này là bị nấm nha. Cái này phải tạt thuốc hết, hết mùi nha. Nấm, hết hầm luôn. Nấm ha, cái này là quinin vô, hết hầm luôn. Với nó bị khuẩn Lepidobacterium đó nè. Khuẩn thổi đuôi ha. Nếu mà cắt cá nhỏ gây thổi đuôi á. Cái này cái gì mà cá lớn. Cá lớn nè, này cá nhỏ nè. Hai cỡ cá. Chung hầm hết cái gì? Chung hầm hết hai nó hai loại cá, cá nhỏ cá lớn. Bạc có phát hồng này cũng được không ơi. Cho ăn thuốc đi ok rồi còn gì nữa. Dèo này còn bệnh rõ ràng nè. Chưa chứ ha. Cá này bị mủ nè ha. Con này là bị mủ nè. Đó. Đó. Cái đốm trắng nó tròn khử ra được luôn. Khử ra được luôn ha, rõ ràng luôn nè. Không chị thì chị vô hết mười mấy dèo. Không, hai dèo này thôi. Mấy dèo kia tạt thuốc thôi. Mấy con này không có lãi đâu nha. Vậy chị hai dèo. Hai dèo thôi. Mấy dèo kia hết rồi chị nữa. Em sợ lây. Rồi ok ok. Không có lây đâu đừng lo. Tạt thuốc lây gì. Cá này nếu mà có xanh lá thì mình tạt thêm dầu trong bầu. Còn không người ta có... Xanh lá mình S10 ha. Mới thể xài S10. Biết rồi. Sao biết rồi. Cá này bữa hổng là cho ăn thuốc cá hết bệnh tới giờ luôn đúng không? Nước ít bơm lắm hả? Nước bơm xin rồi. Dơ dữ lắm nha. Cái vật chất hữu cơ quá nhiều ở trên mang rồi nè. Nó không có ký sinh. Nhưng mà điều một cái là nước nó nhiều hữu cơ thôi. Nước nhỏ bơm đó. Cá này thì nó bị cái triệu chứng của streptococcus rồi. Đục mắt nha.
dục mắt trơn. Cho ăn hết luôn rồi sao chứ? Chắc phải cho ăn hết rồi mới dèo. Nè, đục mắt rõ ràng nè, phải không? Với em nữa là nước không đạt, có nghĩa là phải bơm nhiều thêm nữa mới được. Đó không, đục mắt nè. Nước phải bơm nhiều thêm nữa. Vừa bơm vừa xả. Cá này là cả tháng nay nó mới bệnh lại vậy. Bữa xưa trước xưa lại. Cá này ăn nhiêu bao anh? Một buổi ăn là 20 kg. Tính khá thầm luôn á. Cho khá thầm cái gì? Cho khá thầm là một buổi 8 bao, 7 bao, 7 bao. Nói với chú 7 bao đi. 7 bao, ok, mấy cái. Một số con thì bị xuất huyết gan nha, một số con thì nó bị hơi gan, hơi trắng. Tụy nó cũng sưng. Nhưng mà cá này không có lãi nha, nhưng mà gan yếu nha. Cá này hết lãi rồi. Cá này nếu mà cho ăn rồi nước tốt rồi tới bán luôn, không cần phải sổ nữa. Cá này chắc được 2 tháng chưa? À, tháng mấy chưa? Tháng mấy vậy? À, tháng rưỡi vậy. Tụy sưng rồi, ok, cá này thì mới thôi. Mới thôi, nhưng mà cá này cũng phải tạt thuốc. Lý do là nó có nấm. Cái này cho tạt cúp bơ được rồi. Diệt nấm thôi. Cái này cho ăn 0,2 Tiso với Cosin. Tiếp à. Rồi, cá lóc nhiễm cái triệu chứng của Streptococcus nè. Đục mắt hết ra, con nào cũng vậy trơn nè. Đục hai bên luôn. Con này cũng vậy luôn. Đó. Bây giờ nó chưa chết mạnh phải không? Mạnh nhất mới chết con ký 2 ký hả? Sáng 4 ký hả? Sáng nãy giờ mới chết 1 ký. Tại ba cái nước vừa qua là hai cái máy là đang chạy hầm ngoài luôn. Hầm hai bữa là nó chạy nó thần nước. Rồi, cá này phải đưa thuốc kháng sinh mới được, cá này phải có kháng sinh mới được nha. Cá này mới coi rồi thì không có bị ký sinh, ngoại ký sinh không có. Gan vẫn còn tốt. Tụy sưng. Rồi, có biểu hiện mủ luôn ha, có cái triệu chứng mủ trên tụy luôn. Điểm trắng, hột trắng tròn ở trên tụy luôn. Gan còn tốt, ruột còn rất là tốt. Cá này cho ăn cái thằng Milfit với Rovio vô là nó ăn rất là mạnh. Cá nào cũng vậy đó. Bữa hổm ổng có đâu chưa lấy thêm mà phải không? Bữa hổm ổng có gọi tôi, ổng nói cho ăn hai đó vô quá trời nó ăn mạnh rồi. Triệu chứng của mũ với bị nhiễm Streptococcus. Cá nhỏ thì có thể được. Cá này là phải cho ăn cái không, cá này 0,2 ăn 0,2 với thằng Cosin với thằng Tiso là hết mới nhanh được.
không? Rồi ok, phải đưa kháng sinh mới được nha. Tiếp à? Đục mắt nè, một số con đục mắt nè. Đục mắt là nhiễm khuẩn Streptococcus hả? Đâu nó bị như thế này là bị gì? Cái này là nhiễm đậm nữa ha. Cái này là đáng ra là nó không có bệnh, nhưng mà do tạt một cái loại thuốc gì đó mà nó làm chết tảo, thay đổi cái màu nước đột ngột, cho nên là cá bệnh, cá nó yếu, nó khờ. Rồi cá sặc ở bên ngoài cũng chết luôn, sần mình hết luôn. Có nghĩa là trong quá trình nuôi cá là mình phải cẩn thận về cái thuốc tạt mới được, chứ không phải là muốn tạt lúc nào tạt, muốn tạt thuốc gì tạt. Thấy không? Trời mưa nhiều là nó khác, nắng nhiều nó lại khác nữa. Nó tác động tới môi trường rất là lớn. Cá này khi mà phát hiện có tạt cái thuốc gì rồi, cái mình cho tạt cái HTK với MNT vô hai lần nó ổn nè, tạm ổn nè. Rồi mình nhận định gán, thấy gán là chết nhiều ha. Cũng không đến nỗi xấu lắm mà hơi nhạt vào thế hả? Còn không, cá này mà nó chết tảo là nó hao cá khủng khiếp lắm. Thì cái con này là cái triệu chứng rõ ràng nè, đỏ mắt, đục mắt, mắt, nhưng mà khi mình mổ trong ra nè, thấy không, là cũng là cái triệu chứng của cái thằng Streptococcus với Aeromonas nè, rõ ràng luôn đó. Sao ạ? Ok, thì Streptococcus là tùy nó bị sưng này ha, Aeromonas là cái phân tùy nó bị có mụn ha, có gán thành có mụn nữa. Tiso với 07 hai lần thì thấy nó đứng lại tạm ổn rồi, giảm nhiều rồi. Bữa nay còn chết nhiều con? Sang nửa thùng. Nửa thùng nó chắc khoảng 3-4 ký hả? Ngày qua chết là mười mấy ký phải không? Bảy ký, vậy là ngày qua chết cỡ 14-15 ký. Cá này cho ăn một ngày như vậy là khoảng, nếu mà cho ăn đầy đủ thì khoảng 17-18 bao. Rồi ok. Nếu vậy là tiếp tục hả? Dạ. Cái triệu chứng nhìn bên ngoài, đục mắt nè. Đục mắt nè, đỏ mắt nè, thấy không? Hôm nay đục mắt nè, thấy không? Con này cũng vậy luôn nè, thấy không? Con này cũng vậy luôn. Có nghĩa là cá này là nó đã nhiễm khuẩn hầu như là 100% rồi. Rồi cá này nhiễm hai cái nhóm vi khuẩn chính. Đục mắt là triệu chứng của một cái vi khuẩn khác, còn cái trương bụng nè của Aeromonas nè. Mổ ra mà toàn nước đó, nó của Aeromonas rồi đó ha. Đấy, đục mắc là Streptococcus mà có nước như vậy là của Aeromonas ha. Thì mình dùng XH đều được ha, cả hai cái đều đó mình dùng XH đều được. Thổi đuôi nữa nè, nhìn một phát là được phải thổi. Cá này là mình phát hiện sớm nè, hiện sớm, cho nên mình đưa cái thằng Gluca với 06 vô là mình khỏi có thể là lướt qua luôn. Gluca 06 có thể là kết hợp với Tiso là nó lướt qua luôn, chứ không có khuẩn nó không phát triển. Lý do là đưa Tiso vô là nó khống chế khuẩn, không có cho khuẩn phát triển. Bởi vì cho nên là phòng bệnh là phòng bằng cái Tiso là tốt nhất. Cá giống cá ốc nó là toàn vừa to như xây thôi, kèm tí xô nó là cực kỳ tốt. Ngoài ngoài có ăn tí xô trong nước ra ngoài nhiều.
cá này là mình tạt vô trong bầu là nó ổn rồi. Nghĩa là cái cỡ nào cỡ cũng phải 2 tuần, 3 tuần phải tạt một lần mới được. Nếu mà con cá nuôi mà ký sinh nó kéo dài nó cũng ảnh hưởng tới cái gan. Cá này tình hình thì đưa cái ti sô với gluca. Cái gan nó cũng hơi yếu ha. Mọi người thấy cái này gan nó cũng hơi yếu, nó hơi bị nhạt màu ha. Thì mình nên là bổ sung gan vào trước ha. Bổ gan vào trước sau đó mới đưa thuốc. Nếu mà có những cái triệu chứng khác thì đưa thuốc vào sau ha. Tiếp tục ha. Rồi con này bị lỡ lét, con này là bị nhiễm cái sinh trùng này ha, sần lá nữa ha, nhiễm cái khuẩn này ha. Mình phải nhìn tổng bị thổi máng như vậy là nhiễm, thứ nhất là vừa có thể là bị nhiễm cái sinh trùng, vừa bị nhiễm thổi máng thổi đuôi ha. Rồi con cá này trong cái bầy là nó đang bị triệu chứng lỡ lét nữa. Lỡ lét là mình nhìn bên ngoài mình đánh giá được là nó nhiễm nhiều vi khuẩn chứ không phải là một cái tô cốt cốt. Mềm, nhũng mềm. Mình phải kiểm tra lại coi nấm ký sinh là cái gì. Mình có phương án trị được. Mà nhập cái sinh trùng đó hả? Gan trắng tươi luôn, nhũng gan luôn. Con này đã chết rồi đó. Hư hết rồi. Con như vậy là sắp mình chết rồi. Có nghĩa là gan xấu quá, ảnh hưởng tới cái tiêu hóa của nó. Tụy sưng ha. Cá này chưa cho ăn thuốc, chưa tạt thuốc thì không đến nổi đâu. Mình xác định đúng cái gì cái mình cho thuốc, cái mình tạt thuốc là ok thôi. Cá này cũng bị sốt huyết hay, nhưng mà bị khi mà con cá mà bị nhiễm streptococcus là cái gan nó xấu nhanh lắm. Nhưng cá này có triệu chứng lở lét nữa. Nhưng cá này cũng mới bị bệnh, đúng rồi, mới bị bệnh thôi, có nghĩa là phát hiện sớm thì trị nó dễ hơn thôi. Mình có thể dùng là XH hả? Và mình dùng F10. Có thể dùng thêm bên lú hả? Bên lú cũng được. Sẽ bên lú, vậy lại là nhớ đánh F10 vào nước, cho ăn F10, nhớ dịch khuẩn nước và kiểm tra môi trường ha. Cái này thì cho anh không... Tiếp này. Con này là bị trắng gan này. Xuất huyết trắng gan. Rồi hết ha. Rồi bây giờ mình... Đợi một chút để mình thêm cái mặt của mình vào đây. Đợi mình một chút ha. Đấy, cho nó tươi tắn. Custom mà. Không. Đợi mình một chút ha. Rồi. Ok, đợi một chút nào. Ok, ha, bây giờ mình chuẩn đoán bệnh ha. Lúc mình chuẩn đoán bệnh cho cả lớp rồi. Rồi, đầu tiên mình thấy cái hình này. Đó. Đầu tiên là mình xác định này ha, cái gan của nó là sao mọi người? Cái tùy nó bị sưng rất là to rồi này ha. Rồi cái gan nó cũng có mụ rồi này ha. Là mình nhận định nó bị gan thần mụ ha. Nhưng mà cái gan nó rất là tươi cho nên mình cho ăn kháng sinh hoặc là cho ăn lại khác luôn ha. Nhớ kiểm tra môi trường để xử lý môi trường trước ha. Tiếp tục nào. Đây, nó bị gan thần mụ thì cái gan một cái thần nó bị như vậy, mụ như vậy, rất dễ nhìn. Thì đấy. Rồi, con này nhìn bên ngoài như thế nào? Con mình bên ngoài giống bị xuất huyết, nhưng mà khi mổ ra bên trong có khả năng nó bị gan thần mụ đấy mọi người ha. Con này phải mổ ra có khả năng bị gan thần mụ đấy, tại vì
cái mắt nó không bị đục này ha. Mà khi mổ ra mà gạt thần mổ thì mình cho ăn gơ tơ mơ thôi. Một gạt anh hát cũng được, sao hết. Cái gan này nó sao mọi người, nó đều mà nhưng mà nó hơi yếu một chút là nó à, nó còn bị mủ nữa này. Những cái đụng nhỏ mủ nữa này ha. Cho ăn gơ tơ mơ ha. Rồi, con hồi nãy đó. Đây, con này bị thần bị mủ này. Đây là cái phần mà giao nhau giữa phần mà thần á, là nó sẽ nằm sát cái đường xương sống của con cá ha, nó bị mủ này. Đấy, mọi người thấy không? Nó cho ăn gơ tơ mơ ha. Rồi con cá này thì bị gì, nó bị trầy lở loét thì mình làm theo pháp đồ lở loét thôi ha. Mình cho mình đánh đầu tiên mình diệt khuẩn này, mình đánh S10 vào nước này. 20 đến 30 giọt trên 1000 mét khối này ha. Xong đó mình cho gì? Mình cho có thể là con này đánh thôi cũng được, khỏi cho khỏi gần cho ăn ha. Đánh thôi và mình cho ăn bên lú chẳng hạn. XH cũng được. Mà con này mình thể xuất huyết ở vây, như kiểm tra thêm ha, mụ kiểm tra thêm. Cái mắt của nó cũng bị đục này ha. Chắc nó bị nhiễm khuẩn strep, tôi cũng cút nó đấy ha. Chắc là bị xuất huyết bên trong. Rồi, xuất huyết là những cái đụng đỏ xuất huyết. Bị gì đâu. Rồi, mắt nó bị đục đỏ luôn này. Sao có hình tôm ở đấy. À, con này là bị gì? Ủa, phải cái lóc gì? Con này, áo này nó bị gì ạ? Nó bị nở hai cáo ha. Thì những cái con cá mà bị cái cả áo mà bị nở hai cáo này thì mình phải làm gì? Mình sẽ sử dụng là đầu tiên là Yuka cộng oxy viên tỷ lệ 1:1 ha. Đánh xuống trước, đánh cho 1 kỷ cho 2 kỷ cho 1000 mét khối đi ha. 2 kỷ cho 1000 mét khối. Mà mọi người đã nhớ cái cách để mà đo cái NO2 cho chính xác chưa nào? Nhớ ngay, tốt trước có video thì lúc trong cái bài mà về môi trường á, mọi người phải để ý kỹ lại cái cách mà đo NO2 chính xác ha, để mình đưa ra cái pháp đồ cụ thể. Bởi vì cái này nó chỉ bảo trên 5 chấm thôi, nhưng mà trên 5 chấm là bao nhiêu chấm? Trên 5 chấm mình chưa biết ha, có thể là 6 chấm, có thể là 7 chấm, có thể là 10 chấm, 15 chấm, 20 chấm, 30 chấm ha. Cái này thì tầm là 6-7 chấm thôi. Cái này thì nước nó bị dơ nên mọi người đấy. Cái áo mà nước bị như này nè ha, áo bị nước bị dơ như thế này mình phải xử lý, chứ không là cái áo nó rất là dễ cả rất là dễ bị bệnh ha. Mình xử lý môi trường mình bằng hero nano thôi ha. Và cái áo này mà bị phèn ha, nhớ sử dụng HP ha. Rồi tiếp tục, cái áo này thì con cá vừa bị nhiễm nội ngoại cái sinh trùng, vừa bị nhiễm nấm ha. Rồi thì bởi vì sao? Bởi vì cái áo này rất dơ này, nước rất đục này, khí độc cao nữa, nhìn như vậy là biết là khí độc cao nữa ha. Rồi mình mổ ra tham khảo như thế nào đấy. Đấy, con cá mà bị mất nhớt này, có những khoáng trắng như vậy, đó là nhiễm khuẩn quấn vươn nấm và có thể là nhiễm khuẩn thổi đuối đấy. Đấy, và là bắt tay uống đấy ha, là vô bắt tay uống. Đấy. Nó có mắt nó bị đỏ là nhiễm khuẩn strep, cái đầu nó sưng bị nổi cũng như này là nhiễm sinh trùng ha. Rồi con này nó vừa nhiễm khuẩn thổi, nó nhiễm nó bị này, vừa bị xuất huyết vừa bị nhiễm khuẩn thổi đuôi ha, nó lở loét đấy. Thì con này thì mình sẽ mổ ra tham khảo thêm, còn nếu không mình cho ăn XH này, rồi mình đánh S10 vào nước này, cho ăn S10 này đấy. Đấy, con hồi nãy đấy à. Rồi con này nó bị lở loét thì mình dùng pháp đồ điều trị lở loét ha, thì cũng như là đánh S10 đấy, cho ăn S10 còn với lại là bị lú hả, cái lủng được ha. Rồi con này mà mắt bị sưng như này, to như thế này là nhiễm khuẩn streptococcus đây ha. Cái bụng nó hơi sưng mà mổ ra toàn nước thì lại thêm nhiễm khuẩn aromonas nữa, mình có thể cho ăn XH, sản phẩm XH của mình. Rồi con này bị lở loét như vậy ha, lở loét như vậy là do môi trường cũng khá sợ này, mình phải xử lý tất cả các con, mình phải kiểm tra môi trường hết ha. Dù đang nuôi rắn thì mình kiểm tra con hồi nãy phải không? Đấy, con hồi nãy đấy nó còn bị lở loét nữa này, thì mọi người phải nhớ phải đánh cái S10 vào nước ha, đánh S10 vào nước và cho ăn thêm S10 luôn. Đấy, con hồi nãy đấy. Rồi con này thì bị nhiễm khuẩn streptococcus này, mắt lồi như vậy, người nó bị trắng nhớt, trắng người nó bị trắng như vậy, nó tương khoáng đó, là nhiễm thêm cái khuẩn gì,
khuẩn gì ạ? Đó này, trạng khoang đây là nhiễm khuẩn là thối đuối. Rồi con này nó bị để thổi mát thì mình sẽ cho cái gì ạ? Mắt nó bị lôi nữa, bụng nó bị sưng nữa. À, thì con này nhiều bệnh lắm. Vì nhưng mà mình cứ cho ăn nhiều bệnh như vậy á, thì cái loại thuốc mà điều trị dễ nhất là Belu. À, mình cho đánh S10 vào nước, cho ăn S10 vào Belu. Con này như vậy này, nó bị lở loét này, nó bị xuất huyết này, mình phải mổ ra để xem thế nào. Còn nếu không, nếu mổ ra có hiện tượng xuất huyết, chắc chắn là bị xuất huyết 100% ha. Thì xuất huyết như vậy thì mình sẽ cho ăn XH, rồi mình sẽ đánh S10 vào nước, cho ăn thêm ít S10 nữa ha. Con này nó có vài đốm đỏ thôi à, nó cũng mới bị bệnh. Mình kiểm tra thêm môi trường ha. Đấy, nó bị bầy độ nọ. Giờ mổ ra thôi, mổ ra để khám. À, còn mọi người mổ ra này. Con này nó mổ ra này. U là trời. Cái gan nó mất chức năng gan rồi mọi người. Ai mà vậy, cái gan như vậy này. Cái gan nó bị như vậy, nó bị mất chức năng gan rồi ha. Cái thần thì nó, không biết nó có bị mù không đấy, nhìn nó có vẻ là nó bị mù nó đúng rồi đấy, nhìn nó đục đục, có những cái đốm trắng đục như này, có vẻ là bị mù nữa rồi đấy. Đấy, gan đang có chức năng gan rồi, thì những con như này bắt buộc mình phải cho ăn dưỡng gan trước ha, chứ đưa thuốc vào được đâu, ăn dưỡng gan trước. Rồi mình mới 2-3 ngày nhớ phải xử lý nước nha, bởi vì cái nước rất là quan trọng ha, xử lý nước trước, xong rồi mình cho ăn dưỡng gan và mình cho ăn gừa tơ mơ ha. Rồi con này mình thấy trắng như vậy, trắng cả mình như vậy ha, thì mình phải kiểm tra môi trường, kiểm tra có thiếu oxy không. Nó bị hồi nãy con hồi nãy đấy. Rồi con này cái gan, thứ nhất mọi người nhìn cái gan khi mà mổ ra này, cái gan này nó trắng hết à, rồi cái tùy là sưng to, có mủ phía trong nữa ha. Nhìn không rõ lắm nhưng mình nghi ngờ có mủ ha. Thì con này thứ nhất nó là bị thiếu oxy, cái ao nó có thể nuôi dày quá, bơm nước không đủ mà thiếu oxy nên cá nó bị trắng như vậy. Cái thứ hai là tùy nó sưng to thì là nhiễm khuẩn rồi đó ha. Đấy, thì mình đầu tiên mình phải dưỡng, mình phải bổ sung oxy cho môi trường đã. À, bằng du ca cũng sinh viên để cấp cứu cho tôm trước ha, rồi nhớ đánh hydro nano để xử lý nguồn nước. Sau đó mình sẽ nhớ ra mình chạy quạt suốt đêm mà chạy quạt nhiều và mình bơm nước nhiều vào ha. Đồng thời là mình cho ăn cái sản phẩm là XH để XH, nhớ dưỡng gan 2-3 ngày trước nha, bằng Vitanolog B12 và ADM12 ha. Đấy, đây cái gan như thế này làm sao mà làm việc được. Đấy, con này nó hơi đen mình ha. Rồi con này bơi ngựa như thế này mình phải mổ ra, mới biết chính xác được nó bị gì. Con này có vẻ như bị xuất huyết đấy mọi người ạ, nhưng mà phải mổ ra mới chắc ăn được. Đấy, người nó bị nhợt nhạt, hình như nó bị vừa bị khuẩn thổi đuối này đấy. Những người nó bị khuẩn thổi đuối cái tên nó trắng các phần này, có phân biệt là bị do bị chụp hình nó bị bỏng của á hay là sao, nhưng mà thấy hơi nó bị trắng các phần này này. Đấy, mở cho thêm hình ảnh. Bây giờ mổ ra này, người ta mổ ra cái gan của nó rất là xấu này ha, nó bị thức ăn, nó bị tắc cái mật ở phía trong này. Toàn một là cái này là thức ăn, hai là hỏi người ta xem tự cho ăn cái gì ha. Đó, mà bị như vậy, nghĩ con này là bị tràn dịch mật luôn. Đó, nếu mà người ta cho ăn thở cảm bình thường thôi, cái này thì không phải hình của thức ăn mà nó nghi ngờ nó bị tràn dịch mật ha. Nếu mình họ cho ăn rau thì mới có màu xanh như vậy, còn nếu không mà nó đang bị tràn dịch mật đấy, gá nó xấu được. Con này bên ngoài nhìn không thấy bị khuẩn gì hết nữa, nhưng bên trong là nó này, cái gá nó bị xấu này, hình như có mủ nữa luôn ấy. Đấy, mình phải kiểm tra bởi vì cái hình này hơi tối. Và mình có như này mình phải cho ăn dưỡng, kiểm tra môi trường gấp. Kiểm tra nội ký sinh trùng nữa, nghi ngờ khi mình tra dịch mật là có ký sinh trùng đấy. Mình sẽ cho ăn XH S7. Hầu mũi mình sưng lên nhiễm khuẩn đấy. Mắt là hơi lồi ha. Lồi đã như vậy là
nhiễm khuẩn ha, đồng thời nó bị trầy trầy trên người này là coi môi trường mà sao ha, trầy trầy nữa là có những người bị nấm đấy, từ đây thì nhanh cả lắng rồi sẽ bị nhiễm nấm ha, rồi đây nấm ha, nấm rất nặng ha. Đấy, nó nấm mà nó lở loét như vậy luôn, mình đã nhét người vào nước thôi, bọc bơ rỗi tra tích 500ml trên 1000 mét khối thôi. Nhưng mà cái bơ rỗi tra tích nó hơi đắt ha. Mình có thể kiếm mà cái sản phẩm khác, bơ gốc, bơ rô, bơ nốt, nhựa dịch khuẩn, con cá nó bị đen mình hết này. Đấy, con này vừa bị đen mình mà vừa bị con gì cắn nó ăn vào trong vảy luôn, có biểu tượng xuất huyết nữa ha. Này, nó lở loét cả miệng như thế này rồi ha. Là vừa nhiễm khuẩn, vừa nhiễm khuẩn. Có khuẩn, có khả năng là bị nấm nữa. Ăn sâu vào như vậy. Đấy, nấm. Rồi, con này thì mụn ra nó trắng mình nha. Có biểu hiện xuất huyết ha. Mình cho ăn XH thôi. Có biểu hiện thổi đuôi nữa này ha. Cả bị thổi đuôi nữa này. Đấy. Cả bị thổi đuôi thì mình cho ăn, đánh ép người vào nước và cho ăn thêm ép người nữa. Rồi con này thì gà nó bị rất là xấu, có phải là con này này không? Con này thì gà nó rất là xấu ha. Gà nó rất là xấu, gà như thế này chưa đưa thức được đâu, phải dưỡng đã. Dưỡng 2-3 ngày đã hả? Đó mình đưa thuốc vào được. Ôi, con này, cái gà nó như thế này này, mọi người ơi, mọi người ơi. Gà ăn như thế này rồi làm sao mà nó ăn? Đường ruột như người không có thức ăn này. À rồi, gà ăn như thế này thì mình phải dưỡng 2-3 ngày trước đã ha. Xong rồi mình cho ăn cơ tơ mơ ha mọi người. Ôi, cái người nó bị xuất huyết ha. Gì đấy. Rồi, những cái đốm trắng trên lưng như thế này là mình bị nấm ha. Mà nước này, nước hơi sậu này ha, nhưng phải đẹp đi đâu. Kiểm tra lại có thể có khí độc không? Con này là biểu hiện của xuất huyết. Mổ những cái mảnh như này là sản đấy mọi người ha, nó bị sản. Cái này là bị sản. À, mổ ra mà thấy những cái mảnh như thế này là bị sản ha. Cho ăn S7 thôi. Cái máng nó bị hồng, bị đỏ ha. Và nó bị nhớt như thế này là nghi, một là nghi ngờ nhiễm ký sinh trùng, hai là kiểu thiếu oxy. Ôi, con này vừa bị nhiễm khuẩn thổi mình ha, mà vừa thì mình cho đánh S10 vào nước này, cho ăn S10 vào bên luôn. Con này là bị nhiễm sản, nhiễm nói chung là nhiễm ký sinh trùng đấy, bị đỏ mệt đỏ, miệng nó bị đỏ nên này nhiễm khuẩn đấy mọi người, cho ăn ít khác thôi. Con này là nhiễm khuẩn Streptococcus này, mắt nó bị nổ đục này, người nó bị xuất huyết này, cho ăn cái khác hả? Con này là bị gì đây? Cái bụng mặt trướng to như thế này á, mổ ra bên trong mà toàn nước á, là nhiễm khuẩn Aeromonas này, cho ăn cái khác luôn cũng được, hoặc là GTM cũng được. Đấy, con tương tự mà ngoài ra con này bị trùng máu néo này, những cái đốm nhỏ nhỏ đỏ đỏ như thế này là trùng máu néo ha. Vừa nhiễm khuẩn Aeromonas mà vừa bị trùng máu néo ha. Khoản bị thổi đuôi nữa này à. Thì sao mình đánh S10 vào nước, cho ăn S10 bởi lại là XH mà có bên luôn cũng được. Đấy, thế là những cái dấu hiệu trùng máu néo đấy ha. Con này là mình nhiễm Aeromonas bị sưng như vậy, mổ ra toàn nước. Rồi, mình thấy nó bị biểu hiện xuất huyết ha. Cho ăn xuất huyết thôi. Gan còn tươi ha. Mổ ra thì gan còn tươi như vậy. Gan tươi như vậy thì mình không cần phải dưỡng, mình cho ăn đi khác luôn. Rồi. Cái đuôi như thế này là nghi ngờ bị nhiễm khuẩn thổi đuôi này. Cả nó trắng nhớt như vậy, nhưng mà mình cái mạng thế này không phải là bị xuất huyết đâu, cái mạng thế này là do bị trung mỏ néo. Trung mỏ néo, cả mà trắng nhớt như thế này thì kiểm tra môi trường liền, bởi vì nó nghi ngờ nó bị thiếu oxy. Cả mà lật bùng như thế này là bị nhiễm khuẩn Aeromonas à. Cho ăn ít chát. Ít chát đó. Mổ ra toàn nước trong gì. Rồi. Đây,
Bởi vì như thế này là đây là cái trùng mỏ néo này, cái này là do trùng mỏ néo này rồi, nhưng mà cái hồng 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 bên dưới này là xuất huyết này, có thể bị gắn thành mụn này, mụn ra rồi biết ha. Thì mình cho ăn ít chát của người tơ thôi, đánh nhớ đánh ép 10 vào nước rồi cho thêm ăn ép 10 này. Đâu thấy cái vấy nó bị xuất huyết rồi này, cũng nhìn rõ ràng này. Đây, cái này là bị chắc chắn là bị nghi ngờ xuất huyết gắn thành mụn, gắn thành mụn à, mụn ra đi, chắc là cái gắn nó bị xấu rồi. Ôi con cá này bị xuất huyết này, con đầu nó cũng bị xuất huyết này, cái mắt nó bị đục này ha. À, đấy thì mình mổ đã bên trong, mình nhớ kiểm tra nồi cái sinh trùng nhận nghi ngờ là bị nồi cái sinh trùng đấy, thì mình cho ăn ít khá thôi, nó mới xuất huyết không cho ăn khác. Nhưng mà con này nó bị lở loét, thì mình nó có bị lở loét nữa này ha, chắc con này có hồi này ha, đúng không? Tương tự hả? Có thể mình cho ăn thêm S10, đẩy S10 vào nước cho ăn S10 nữa, mình cho ăn ít khác. Con này thì bị ngoài thôi, bị nằm ngoài thôi hả? Những con này mình sẽ đẩy cái gì nào? Mình đẩy S10. Mình đẩy S10 cho ăn S10. Được thì cho ăn thêm một ít Philoxim hoặc gì đó cũng được. Rồi con này bị lỡ rét như vậy là bị khuẩn thổi đuối đấy ha. Bị khuẩn thổi đuối, vậy thì mình cho ăn cái gì ạ? Mình sẽ cho ăn là đánh S10 vào nước, cho ăn S10 vào bên luôn. Đó, khuẩn thổi đuôi này thì tương tự ha. Đó, con này là bị xuất huyết luôn này, xuất huyết thịt thổi đuôi. Wow, sao mụ sợ như vậy, ai mà nhìn được, không nhìn được. Cái người là bị xuất huyết thôi, nhưng mà nhìn nó cái nồi tàng hồ mụ cũng thấy gì hết. Cái gan đây à, kiểu một cái gan đây thì cái gan xấu, rất xấu ha, nó còn bị lở loét phân màng lên nữa. Đấy, thì nhìn nó vừa nhiễm ký sinh trùng vừa nhiễm khuẩn ha. Đây thổi đuôi ha, là vô bóc tay đụng ha, thì mình có thể là cho ăn đánh S10 vào nước, cho ăn S10 còn bị lú, ăn S10 còn bị lú là được rồi ha. Tương tự ha, mà nó có nhiễm khuẩn Streptococcus là cái mắt nó bị lôi ha. Tương tự ha, đánh S10 vào nước cho ăn S10 còn bị lú, đánh S10 vào nước cho ăn S10 của Melu ha. Rồi đánh S10 vào nước cho ăn S10 của Melu ha. Nhớ dịch khuẩn trước rồi nha, kiểm tra môi trường xử lý trước chứ không phải cái này bắt đầu chỉnh thôi, nhưng mà nhớ ấy môi trường rồi ha, nó bị nấm này, nhiễm khuẩn nữa. Thì mình đánh xử lý môi trường rồi là cho dịch khuẩn mà nhớ có thêm mốc Borobudol trị nấm. Sau đó mình đánh S10 vào nước cho ăn S10, vậy lại là Melu hoặc là ít khác cũng được. Tương tự ha. Ôi mấy con này thì bị nấm thì mọi người, nấm thủy mí á, đánh S10 vào nước thôi, đánh S10 vào nước nhớ xử lý môi trường. Trời, sợ quá đi, cho ăn S10 thêm là bên lúc cũng được, nhưng mà nhớ đánh S10 lâu lâu chút. Nấm thủy mí, nấm cái bệnh này á là do cái môi trường, có nghĩa là do cái đáy ao nó bị dơ, rồi cái đầu cộng thêm với mình rút bùn nữa, cái đầu nó quặn lên, nó quặn lên rồi cái đầu nó mới ảnh hưởng, nó bị thổi đuối này này ha. Cái gan là mình biết rồi ha, với cái đường ruột á, đường ruột nó thiếu oxy trầm trọng, có nghĩa là những cái cơ quan nội tạng nó đều thiếu oxy hết rồi. Cái gan như thế này là rất là xấu rồi ha. Rồi thêm cái nữa là cái nó bị nhiễm cái khuẩn gây thối đuôi. Gây thối đuôi thì cái khuẩn này mà trên cá tra là nó chết khủng khiếp lắm, cá tra giống á là chết tới 80-90% á. Thì cho nên nó là mình phải coi chính xác để mình sử dụng thuốc. Ví dụ cá này là cho tạc thằng coco với thằng vinim nhiều lần là hết à, chứ đừng có cho ăn kháng sinh. Ừ, thì mà có không, cái đường ruột nó đỏ như vậy. Mình mới mổ ra là mình thấy rõ ràng. Cho nên là cái oxy ở trong cái nội môi trường nó cũng không đủ ha. Rồi cái gan của nó cũng đỏ luôn nè. Nếu như mà cá này mà kéo dài một thời gian nữa là cái gan con cá này nó sẽ xanh. Đó, nó sẽ xanh lại. Thì mình trị không có đúng cách là rất là nguy hiểm.
nó sẽ xanh rồi, và khi mà gan nó xanh rồi á là mình lấy lại cái gan bình thường rất là khó đó. Rồi thêm cái nữa, cái này là không được sử dụng kháng sinh nha. Mình có thể, cá này là chỉ tạt coco với vinin ha. Còn nếu như mà tôi coi mà nó có cái ký sinh á, ngoại ký sinh á, thì tôi cho tạt dầu trong bầu thôi đó, rồi cho ăn thằng hemo với gluca vô là xong. Nhưng mà phải giảm mồi nhiều, bơm nước thiệt nhiều chứ không có gấp được. Cá này có thể là mình sử dụng thuốc đúng á thì nó sẽ chết lai rai rai rồi nó giảm từ từ, chứ nó không có giảm một cái một, nó không hết liền cái một. Ha, thì con này là bị thiếu oxy nội tạng là do cái môi trường là xấu ha, bị khuẩn thổi đuôi nữa ha. Thì mình xử lý cái môi trường trước, sau đó mình cho gì, mà gan nó bị, gan của con nuôi này thì nó rất là xấu ha, còn gan nuôi con này thì nó cũng vừa phải, thì nó không đi xấu lắm con. Thì mình cho ăn thêm dưỡng gan trước, rồi mình sẽ cho ăn cái gì hả, mình sẽ đánh vào nước S10 ha, cho ăn thêm ít S10 và bên lu ha. No, con này là bên cạnh lăng má, con này là bị nấm hả. Rồi cả mà như vậy này, nó bị xuất huyết này, nó bị thổi đuôi à. Nó bị xuất huyết, nó bị thổi đuôi như vậy này ha, mà nó ngửa bùng. Nó chết, nó ngửa bùng như vậy. Đấy, nó bị thổi đuôi rõ ràng này mọi người này. Nó bị nhiễm khuẩn thổi đuôi. Đây. Đấy, mảng trắng như thế này đấy. Thì sao mình sẽ phát đồ sao ạ? Đầu tiên là cho đánh vào nước lại, nhớ làm các bước phải xử lý môi trường cho ổn định hết, nhắc đi chắc mày lại lại phải làm các bước xử lý môi trường cho ổn định. Sau đó gì, đánh S10 vào nước, cho ăn ít S10 vào bên lu ha, hoặc là bên lu cũng được, bởi vì cái khuẩn bên lu này nó có thể diệt cả xuất huyết. Con bên này bị xuất huyết. Cái mắt này, cái đuôi nó bị thổi này, người nó bị xuất huyết này. Máu tù trên vi phía sau đuôi này. Khuẩn thổi đuôi này. Đấy, bị nhiễm xuất huyết này. Đấy, là khuẩn thổi đuôi. Đây, bị xuất huyết vây này. Người này, mắt bị lôi này. Nhớ cái mổ ra là trong này toàn nước này ha. Thì mình sẽ xử lý như thế nào? Mình sẽ xử lý môi trường trước, đánh S10 vào nước, cho ăn S10 cộng khác, hoặc là bên luôn là hết rồi. Con này mủ ra thì gan nó xấu ơi là xấu, nó bị mủ nữa mọi người ơi, đường ruột nó bị cái gì đấy. Gan thứ nhất là gan nó bị rất là xấu này, gan này là gan bị oxy bị thiểu này, nó bị nhụn luôn này, thấy không, nó bị xấu rồi, nó còn bị nhụn luôn này, hoại tử luôn này. Đấy nó còn bị xuất huyết nữa này mọi người. Đấy, trên cái gan này là nó nhiễm ký sinh trùng ấy, đường ruột của nó nhiễm vi ba tử trùng nữa rồi này ha. Có những cái đốm trắng màu đỏ là vi ba tử trùng, phải cho ăn S10. Đấy, sao mà nó xấu dữ vậy trời ơi. Nó bị xuất huyết ha. Cái đường ruột nó vẫn còn cũng ấy tốt đó. Gan nó bị xấu này, cái này phải dưỡng gan đã. Phải dưỡng gan xong rồi mới điều trị được hả. Đây là nhiễm khuẩn step, tôi có khúc mắt đỏ luôn này, ôi trời ơi. Cái tùy nó bị sưng này, cái gan nó bị xấu này, phải dưỡng gan xong rồi cho ăn sao có bị hát ha. Rồi con này là bị mọi người thấy nhiễm khuẩn thổi đuôi này ha. Đấy nhớ đánh S10 vào trước, cho ăn S10 về lấy là blue hả. Mình nghĩ y là cá khỏe cho nên là mình bỏ một cái nhìn cái triệu chứng bên ngoài. Vậy cái này là bị triệu chứng gan thận mù. Triệu chứng này là triệu chứng của gan thận mù. Đó. Những cái nữa đó là bữa hổm mình nghĩ y là cá ở trong bọc nó lâu. Và có khả năng bị xuất huyết nữa đó hả mọi người. Nên mình cứ nghĩ là nó đỏ. Nhưng mà triệu chứng này là triệu chứng của gan thận mù nè. Ha. Nhưng mà cá này là có nhiễm cái streptococcus nữa nè nha. Đó, cá này là nhiễm mắt bị lôi đó hả? Mắt bị lôi đó. Bởi
bởi vì cho nên là khi mà coi cá là phải coi tổng thể một cách chính xác mới được đó. Nhưng mà cái ao bữa hổm là ổn chưa? Ổn hết rồi. Ổn hết rồi phải không? Cho nên là mình nhìn cái triệu chứng từ ngoài vô trong đó. Ví dụ như là riêng cái ao cá này á, là nó vừa bị streptococcus nhưng mà nó vừa có cái triệu chứng mủ này, con này cũng vậy nữa nè. Triệu chứng mủ là có những cái đốm đỏ đỏ bên ngoài đó. Nhưng mà điều con cái là cái ao này mới mổ cá ra, nhìn cái gan là thấy là cái triệu chứng streptococcus nó rõ ràng luôn nè. Anh bị nhuộm ra luôn đó, không đồng đều. Rồi cái streptococcus là nó ảnh hưởng rất là lớn ở trong cái nội tạng, cái tụy nó sưng to lên. Nhưng mà con này thì không biết sao mà tụy nó có sưng nhưng mà chưa đến đổi ha. Có thể là do cái cường độ nhiễm nó còn thấp thôi. Cái nữa là cái này là mình cũng suy đoán là nó mới nhiễm thôi, lý do là đường ruột nó vẫn còn tốt nha. Coi con này coi, cá mới nhiễm á thì mình đưa thuốc vô thì nó có thể là ổn nhanh, còn mà nhiễm lâu rồi á thì nó cũng hơi căng. Đây con cá này thì chắc ăn là gan thằng mũ rồi nè, gan quá xấu luôn rồi. Cá này thì buộc phải đưa kháng sinh rồi, nhưng còn gan thằng mũ mà ăn dưỡng á thì cũng tùy đó ha. Báo cho cái ông kia giùm nghe hiền. Nhưng mà cái này là cũng mới thôi ha, chưa có lâu ha, mới thôi. Có nghĩa là có nhiễm rồi, tụy sưng rồi, nhưng mà những cái đốm trắng nó còn rất là ít thôi. Rồi ok. Rồi con này mình thấy này, cái biểu hiện này là biểu hiện của gì ạ? Gan thần mụn nữa ha. Mà bên ngoài nó có cái mắt đỏ như thế này là biểu hiện streptococcus nữa, là cả là để là bên ngoài của cả bình ăn thùng mục cộng với thêm này là bị nhiễm khuẩn xuất huyết ha. Cá này, cá trắng mình này, chuột nhớt như thế này á là bị nhiễm cái gì ạ? Bị nhiễm khuẩn thổi đuôi ha. Bên trong mà trắng mình gá nó bị trắng như thế này nữa là bị thiếu oxy, đường ruột đỏ như thế này nữa là bị thiếu oxy ha. Đấy, đường ruột đỏ vừa một là bị thiếu oxy, hai bị nhiễm khuẩn ha. Con này là mình cứ cho đánh xử lý nước trước, ăn dưỡng gan 2-3 ngày, sau đó mình mới cho là đánh S10, ăn S10 và bị lụt. Nhớ thì gan như thế này, cái đường ruột như thế này, gan này là gan thiếu oxy này, đường ruột thiếu oxy này. Trắng mình như thế này là cũng là thiếu một phần biểu hiện của thiếu oxy này ha. Mũi gá nó bị trắng này, mọi người ơi, đường ruột rất đỏ này. Đấy, nhìn rất là rõ ha, gan này, đường ruột đỏ này. Đấy. Mà bên ngoài là biểu hiện của nhiễm khuẩn này, xuất huyết này. Cái này thì là môi trường xấu á. Cá này là cá bị nhiễm nấm. Cá này là cá bị gan thần mụ này, mụ này mọi người. Đây là cái tì tàng ở trong phần này, tùy ha, tì. Đây là cái thần này ha, đây là phần gan này ha, bị gan thần mụ rồi đấy. Cái này mình gẻ lửa lửa như thế này thì mình phải sao, vừa cho ăn bên lũ cũng được, ít khác cũng được, nhưng nhựa đánh S10 còn được, cho ăn thêm S10 ha. Thử đuối. Đấy, nó quá thôi, gan thần mụ này ha. Rồi con này nó bị trắng mình như thế này, nó bị khuẩn thổi đuôi này, thấy không? Đây là biểu hiện của khuẩn thổi đuôi. Đấy, những cái đốm trắng này lở loét như thế này nữa. Mắt nó thì không bị lồi, đục ha. Thì nó bị mất nhớt thôi. À, thì cả này mụ ra xem thử có khả năng là bị mụ ra nội tạng xem tự nó có bị gì không. Còn nếu bên ngoài thì chỉ là thấy cái vây hơi đỏ thôi ha.
mắt cũng nên nội thị mổ ra xem thử nó bị gì không, còn nếu không nội tạng sẽ có xuất huyết hay là bị ăn thần mũi gì không. Còn nếu không thì cả này chỉ bị thổi đuôi thì mình cho ăn S10 viên lú S10. Rồi cả này thì mổ ra thì cái gan nó rất là xấu ha, không cũng đến nỗi là xấu, nó vẫn tươi nhưng mà nó không đồng đều màu, chỗ trắng này chỗ hồng này nó vẫn tươi đấy, nhưng không đến nỗi xấu đâu ha. Cả này phải bị gan thần mũ đó. Cả này chỉ bị thì mình nên cái này mình cho ăn ăn kháng sinh hoặc là cho ăn bê lô luôn cũng được ha. Nhưng mà đây này, con này thì bị gan thần mũ chắc chắn rồi này. Cái này tùy tươi nhưng con này bị gan thần mũ chắc chắn nhá. Mình cho ăn bê lô cũng được hoặc là ăn gơ tơ mơ. Gan thần mũ đúng rồi ha. Đây cái gan của nó có chấm trắng như thế này là bị gan thần mũ rồi đấy. Đây là biểu hiện bên ngoài của nghi ngờ về bị gan thần mũ vùi thổi với những cái mảng trắng như thế này này, là bị khuẩn là vô bắc tai ứng đấy, gan thần mũ ha. Thì gan nó còn một cái mũ đấy, hai cái mũ, ba cái mũ, bốn cái mũ, cái đốm trắng như là mũ đấy. Đỏ cái này là mình nhớ đánh miệng bị đỏ thế này á, nó có thể là bị nấm hoặc là bị nhiễm khuẩn ha, thì mình có thể đánh S10 vào nước và cho ăn cái khuẩn ở bên u hoặc là XH gì đó. Rồi con cá này thứ nhất là cái mắt bị lồi, là mình biểu hiện biết là nó bị streptococcus. Cái thứ hai là sao? Cái thứ hai là cái mình nó bị trắng nhớt như thế này. Đấy, mình xem có thực cái đuôi nó bị này, rồi nó bị khuẩn thổi đuôi nữa ha. Nó còn bị khuẩn thổi đuôi. Thế cái đuôi như thế này là bị thổi rồi này. Đấy, nó bị trắng mình tuột nhớt như thế này nữa ha. Thì mình phải kiểm tra môi trường tức thì. Đấy, kiểm tra môi trường tức thì, cái môi trường nó rất là xấu. Đồng thời là ở phía trên này nó có vẻ đâu nó bị xuất huyết nữa. Thì giờ mình phải mổ ra. Bên ngoài thì mình thấy nó bị nhiễm khuẩn strep, nghi ngờ là bị xuất huyết, và nhiễm khuẩn thổi đuôi ha. Thì mình có đánh nếu mà mổ ra nội tạng xem được có bị cái gì nữa không ha, gan nó có xấu không để mình đưa ra cái phác đồ cụ thể hơn ha. Còn nếu không có gan vẫn tươi thì mình phải cho đánh S10, cho ăn S10 và bên lu là hết. Đây con này khi mổ ra bên trong thì cái gan nó bị hoại tử, nó gần như là hết rồi ha. Từ cái tùy nó cũng sưng và đường ruột nó đỏ, đường ruột là bị thiếu oxy này mọi người, đường ruột của cá bị thiếu oxy này đấy, hồi nãy đấy đường ruột của cá bị thiếu oxy là như vậy đấy, và nhiễm khuẩn là như vậy đấy ha. Đường ruột đỏ, mọi người nhớ đấy, đường ruột đỏ cá bị trắng mịn ha, thì là biểu hiện của được thiếu oxy hoặc đường ruột đỏ này, cả bên trong cũng sẽ nhiễm khuẩn. Nhưng mình biết cách nhìn thấy cái tùy là mình sưng to, cái gan nó bị như thế này rồi mọi người ơi, trời ơi cái gan của tôi sao mà nó xấu mà nó nhủn, nó trắng nó hết như thế này. Mình phải dưỡng gan 2-3 ngày đã, sau đó mình mới cho đập kháng sinh vào được ha. Cái tùy này mọi người ơi, trời ơi thương em nó quá. Bên ngoài báo nó mở đấy chứ không phải gì đâu, nhưng mà cái tùy nó bị sưng và nhiễm khuẩn đấy. Ôi cả này thì bị đen mình thôi này ha, cả bị đen mình. Ôi cả này thì mình thấy nhiễm khuẩn là gì, cả bị xuất huyết ha, nước bị dơ khí độc cao ha, thiếu oxy ha, và nhiễm khuẩn nồi cái sinh trùng nữa ha. Mình chưa biết thì cái này mình cứ mổ ra. Cái này là một này, banda này là một này. Đầu tiên là cái mắt nó bị lồi, người nó bị xuất huyết như thế này thì mình nói nó nhiễm khuẩn streptococcus đã chắc chắn bị đấy. Thứ hai người bị xuất huyết này ha, thì người bị xuất huyết này chắc chắn là bị nhiễm khuẩn xuất huyết rồi ha. Cái đuôi nó bị thổi nữa này, cái đuôi nó bị nhiễm khuẩn thổi đuôi nữa hay đấy, nó cái màu nó khác liền. Đặng đuôi bình thường nó đen, giờ nó trắng như này, nhiễm khuẩn thổi đuôi nữa ha. Rồi nhiễm khuẩn thổi đuôi xuất huyết ha, bị nhiễm cái sinh trùng, nó có thể là mấy chỗ này là bị nhiễm nấm nữa đấy, phần này là vừa xuất huyết bị nấm nữa. Mổ ra kiểm tra nghi ngờ là con này bị nhiễm ký sinh trùng mình gân, vậy thì mình cứ cho đánh cái gì, cho đánh S10 này, cho ăn S10 này và bê lu
Này, muốn nhưng mà môi trường này thiếu oxy dữ lắm, cho nên là mình phải cấp oxy liền ha. Đấy, tạm con. Cái này là rồi đúng không? Khỏi rồi đúng không? Rồi, con là cá chép mà. Rồi, cả này là cả lóc bị gãy lở, nhưng mà sao? Đây là nhiễm khuẩn thổi đuôi này ha. Khuẩn thổi đuôi này ha. Cái đây nó, cái gan tùy nó bị mất hết rồi. Ha, cái gan tùy nó bị mất hết rồi ha. Thì mình phải, con này là không điều trị được nữa đâu, con này là chết thôi, nó không vô ăn được cái gan đấy, nó có làm việc nào đâu. Tuy nhiên là mình trị những con khác ha, mình trị những con khác thì cái này phải cho đánh S10 vào nước và cho ăn S10 vào Belu. Con này thì bị sạn này, rõ ràng là bị sạn run tròn ha. Con này thì gan là xấu này ha. Gan nó xấu, gan tùy nó bị sưng và có mục ha. Thì mình dưỡng gan 2-3 ngày, sau đó là mình cho ăn là GTM ha. Con này là bị nhiễm khuẩn thổi đuôi này, nó trắng mình này. Vừa thổi đuôi vừa xuất huyết này. Đấy, cái đuôi của nó này mọi người. Đấy, thế nhìn là biết à. Đấy, cái mổ ra cái gan nó trắng này. Gan nó trắng vì xuất huyết nữa ha. Rồi, vậy là hết ha. Ok, vậy là xong đấy cả nhà, cố gắng nha, cố gắng là đưa ra cái pháp đồ điều trị dễ mà ha, nhìn nhìn cả lọc cũng dễ ha.